loạt vụ việc gây rối trật tự do các đối tượng ngáo đá gây ra. Trong cơn ảo giác, những đối tượng này không chỉ tàn phá hạnh phúc của chính gia đình mình, mà còn gieo rắc nỗi bất an đối với cộng đồng. Cùng xử lý tình huống khi gặp đối tượng ngáo đá trong An ninh cuộc sống, 17h30 thứ Sáu ngày 16 tháng 4 trên ANTV. Hà Nội, đối tượng ngáo đá cầm dao gây rối. Đồng Tháp, con trai ngáo đá đốt nhà mẹ ruột. Đắk Lắk, đối tượng nghi ngáo đá vác dựa xông vào chém hàng xóm. Vâng thưa quý vị, trên đây chỉ là một vài vụ việc mất an ninh trật tự do những đối tượng ngáo đá gây ra trong những tháng đầu năm 2021. Ngáo đá chỉ những đối tượng bị hoang tưởng, loạn thần sau khi sử dụng ma túy đá. Trong cơn ảo giác, những đối tượng ngáo đá không chỉ tàn phá hạnh phúc của chính gia đình mình mà còn gieo rắc nỗi bất an đối với cộng đồng. Trán toát mồ hôi hột, mắt chớp đảo liên hồi, trả lời đứt quãng. Đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra, đối tượng này vẫn còn những biểu hiện ngáo đá. Luôn hoang tưởng bản thân bị theo dõi, có thể bị ám sát. Đối tượng này thường xuyên thủ dao bầu trong người và sẵn sàng chém bất kỳ ai hắn cho là nguy hiểm. Trước đó, đối tượng này cũng đã gây ra một số vụ chém người khác mà không hề có mâu thuẫn gì. Em sử dụng ma túy đá thì em cứ đi đâu có người đi theo em. Và người ta dọa em, đánh em. Em không sử dụng mấy ngày luôn, cũng vẫn bị. Thế là sau khi mà em sử dụng rồi, lần đầu tiên rồi, và em không có cách nào khác mà. Em mua dao, em để người, em tự vệ, người ta dọa đánh suốt ngày. Đây là hệ quả nghiêm trọng do tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài, hay còn gọi là ngáo đá. Rất nhiều vụ án nghiêm trọng, nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra, mà nguyên nhân là do người nghiện ma túy đá không khống chế được hành vi của mình. Ngáo đá là một cái tác dụng của các cái chất ma túy dạng kích thích mà người sử dụng đã sử dụng và chịu tác dụng của thuốc. Thế thì khi mà anh sử dụng thì thuốc sẽ tác động làm cho cái người sử dụng đó có những cái biểu hiện như là bị ảo giác, thứ hai là có thể hoang tưởng nếu sử dụng lâu dài hoặc sử dụng nhiều. Nó xuất hiện ngay trong quá trình sử dụng hoặc là ngay sau khi sử dụng trong vòng 48 tiếng mà có thể bệnh nhân xuất hiện các cái ảo giác hoặc cái hoang tưởng, và các cái hoang tưởng đấy rất đa dạng, ảo giác rất đa dạng. Chính vì vậy cho nên là các hành vi cũng hết sức đa dạng. Thưa quý vị, đối tượng bị ngáo đá có thể là người thân thiết hoặc những người không quen biết, có thể xuất hiện ở nhà hay những nơi công cộng. Khi đối diện với người ngáo đá đã mất đi sự khống chế bản thân, tinh thần hoảng loạn, chúng ta cần phải ứng xử thế nào để hạn chế rủi ro, không để bản thân và những người xung quanh rơi vào tình huống nguy hiểm? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Nguyên tắc chung thì cũng tôi nghĩ rằng là hết sức đơn giản, đó là gì? Là khi anh thấy bất thường thì mình không có nghiệp vụ chuyên môn, mình không có kỹ năng của một cá nhân thì mình nên tránh xa, mà hãy báo cho cơ quan chức năng. Mà cơ quan chức năng đây là chính quyền địa phương, vấn đề là công an, cảnh sát khu vực, người ta sẽ huy động lực lượng để người ta có thể là tìm cách khống chế bệnh nhân và lúc bây giờ đưa bệnh nhân tới cơ sở điều trị. Trong trường hợp đối tượng ngáo đá từ ngoài xông vào nhà của bạn, việc cần làm ngay lập tức là nhanh chóng tránh xa đối tượng ngáo đá, tìm cách chạy trốn vào một phòng kín gần nhất, khóa trái cửa, sau đó gọi điện thoại cho lực lượng chức năng tới giải quyết.
Khi gặp đối tượng ngáo đá tại nơi công cộng, nhiều người dân thường có tâm lý tò mò, chỉ trỏ, đứng lại xem, chụp ảnh, quay hình. Hành động này tuyệt đối không nên, bởi rất nguy hiểm. Vì đối tượng ngáo đá sẽ càng được kích động hoặc ảo tưởng có người muốn hãm hại mình, do đó sẽ tấn công điên đảo. Lời khuyên cho quý vị là càng tránh xa đối tượng ngáo đá càng tốt, đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại cho lực lượng công an gần nhất để xử lý. Trong khi chờ đợi lực lượng chức năng tới giải quyết, nhiều đối tượng ngáo đá có cầm theo hung khí, có biểu hiện hung hăng, đe dọa tới sức khỏe, tính mạng bản thân và những người xung quanh. Trong trường hợp quý vị có 3 người trở lên, có kỹ năng và sức khỏe tốt, có thể áp dụng một số phương pháp sau để giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của đối tượng. Khi chúng ta quyết định sử dụng những dụng cụ quen thuộc trong cuộc sống để khống chế đối tượng bị ngáo đá, chúng ta cần lựa chọn những dụng cụ nào có khoảng cách an toàn, sau đó là có cái sự rườm rà để khiến đối tượng không thể nào mà vung dao hoặc là gây hại cho chúng ta và người xung quanh. Như cái lưới để đánh cá, đoạn dây dài trên 5 mét, bao bố. Nếu như có cái cây vợt cá như thế này, chúng ta sử dụng cũng đều rất tốt. Đối với trường hợp chúng ta sử dụng bao bố và vợt bắt cá để chúng ta khống chế đối tượng, chúng ta cần có một người đứng phía trước, nói giọng nhẹ nhàng, ngon ngọt và hòa đồng với đối tượng, không kích động đối tượng, để cho đối tượng phân tâm và sau đó chúng ta sử dụng những dụng cụ như đã nêu trên. Chúng ta khéo léo, chúng ta chụp vào đối tượng, khiến cho đối tượng mất kiểm soát và mất cái khả năng gây hại cho chúng ta và người xung quanh. Sau đó chúng ta khống chế. Đối với tình huống chúng ta sử dụng lưới đánh cá để khống chế đối tượng ngáo đá, lưới đánh cá là một thứ rất là thân thuộc trong cuộc sống và nhất là ở những vùng quê. Vì vậy lưới đánh cá sử dụng quấn vào đối tượng sẽ rất hiệu quả. Khi anh đó ơi, chúng ta cần phải có một người đứng ở phía trước để nói chuyện với đối tượng một cách nhẹ nhàng, ngon ngọt và giảm cái sự hung hãn của đối tượng xuống. Sau đó chúng ta có ít nhất 2 người cầm lưới ở hai bên, sau đó tiến tới bất ngờ chụp quấn đối tượng lại để khiến cho đối tượng không thể cử động và sử dụng hung khí để gây hại cho bản thân chúng ta và những người xung quanh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được một lần nữa nhắc lại, quý vị cần phải hết sức cẩn trọng đánh giá tình hình. Nếu đối tượng ngáo đá có thể gây hại cho bản thân và người xung quanh, và quý vị có trên 3 người, có sức khỏe và kỹ năng tốt, có sẵn các dụng cụ thì mới nên thực hiện theo những gợi ý trên đây của võ sư Lại Xuân Huy. Còn nguyên tắc chung nhất, an toàn nhất khi xử lý tình huống gặp các đối tượng ngáo đá vẫn là tránh đối tượng càng xa càng tốt, không đôi co, xô xát và nhanh chóng liên hệ tới cơ quan chức năng gần nhất để có phương án xử lý an toàn.